Bây giờ á em rất là yêu anh nhưng mà em phải còn lo tương lai, em mua nhà mua cửa, với lại Thanh Ngân lúc đó còn nhỏ quá, Ngân mới chút xíu thì à. Phải nuôi cho em của em nó ăn học đàng hoàng. Nhiệm vụ của mình nặng nề quá, yêu thì yêu nhưng mà gác vào một bên. Thì em mới tâm sự với ông, nếu mà thật sự anh yêu em á, anh muốn xây dựng vợ chồng với em thì anh chờ đi, 2-3 năm chừng nào em thành danh rồi đó, rồi lúc đó đó mình kết hôn. Cái lá thư em chưa kịp gửi cho ổng thì em mới bỏ trong cái áo gối á. Ngày đó bà già lục để giặt cái bao, thấy được lá thư của em. Coi như là lúc đó là mẹ xóa hợp đồng luôn. Tối đó xong mẹ cuốn đồ đi trong đêm luôn. Ngay bản thân chị chịu mất, ủa lên xe mẹ mình đi đâu vậy mẹ, mình đi Sài Gòn mẹ? Không, đi vô Quảng Ngãi. Vô Quảng Ngãi đi diễn đi, có tiền đi rồi bắt đầu mình đi vô Sài Gòn. Em nghe lời mẹ lắm, mẹ kêu gì làm lấy. Cứ gì, nhưng mà trong lòng là vẫn còn nhớ ông này. Đứt ruột đứt gan. Đứt ruột đứt gan.